các bạn bài nhảy rừng xanh vang tiếng ta lương. Bài này mình sẽ có mỗi một câu tám là mình sẽ bước đi bước lại hai lần. Và bây giờ vào phần đếm chậm. Câu tám đầu tiên mình sẽ bắt đầu chân phải. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu 82, chân trái mình giữ nguyên và mình sẽ bắt đầu chân phải mình đưa hai nhịp trên hai nhịp dưới. 2, 2, 3, 4. Chân phải mình sẽ có bước đệm. 3, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. Đến câu 3, mình sẽ bắt đầu chân trái có một cái bước đệm. Và 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ xoay 5, 6, 7, 8. Và 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang câu 4, mình sẽ bắt đầu chân trái 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang câu 5, mình sẽ bắt đầu chân phải 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sang câu 6, chân trái mình giữ nguyên và chân phải mình tiến hành bước bắt chéo. 6, 2, 3, 4. Đi về 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến câu tiếp theo gồm có 6 bước. Mình sẽ bắt đầu chân phải bước lên và bước xoay nha. 1, 2, 3. Và xoay ngược lại 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đến câu cuối cùng mình sẽ bắt đầu chân phải 1, 2, 3, 4. Và mình sẽ có bước đệm. Và 5, 6, 7, 8. Để kết nối đến vòng 2, mình sẽ có 3 bước đi bộ. Bắt đầu chân trái 1, 2, 3. Và mình sẽ bước quay trở lại đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giờ mình sẽ bước lại câu 8 cuối này nha. 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 và đi lại từ đầu. Đó.
Bây giờ mình sẽ kết nối toàn bộ bài cho các bạn cùng tập theo nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn và năm, sáu, bảy, tám và ba. Vậy là mình đã hoàn thành xong bài Rừng xanh vang tiếng ta lư. Chúc bạn thành công và hẹn gặp các bạn video lần sau. Xin chào các bạn.